Chở keo đó mình phải cấp 5 trái. 5 trái mới chạy được tơ liền đó. Không, cấp Nam qua làm cho 3 trái hả? Làm cho 3 trái đi ngủ. Làm. Qua cái tay. Chỉ làm với mình gặp lý rắc xuống thôi. Chủ động đó, thằng người mà thằng gì là Trung Quốc, ban đầu là phải Trung Quốc. Ủa, Iraq thắng à? Iraq thắng Ả Rập, Iraq đầu bảng. Đâu vậy hả? Hả? Iraq, Iraq thắng Ả Rập 1-0 rồi. 2-1. 2-1. 2-1 rồi. Bởi vì mà Iraq đầu bảng. Chẳng hồi tối là tối mình đưa đưa đưa. Hồi tối là gọi là làm tuôn để mà mình thằng nào cũng thằng gì mà thằng kia nó không dám bỏ. Nó bỏ rồi nó quê. Thằng đi không lẽ nó đi đá lưới nhà quá không? Hiểu không? Mình là không đá. Tối là chẳng gọi là gọi làm tuôn mà. Đó, lưỡi lưỡi qua đây. Xong sai.
xong xong đỏ đi. Thôi. Đỏ đi. Đỏ đi. Thôi. Đỏ đi. Xong xong. Đỏ đi. Đông sang.
Có liễu vô cứu cứu miệng. Liễu liễu nội gián. Có quánh nữa không? Quánh vô. Bây giờ nó tấu anh cũng thua à. Qua. Trời biết. Lấy ra đi. Thắng thắng lên chưa cho thấy. Là 20 không trao vô là ngon rồi. Ừ. 20 19 là bên kia là chết nhắc rồi. Chết. Rồi em này. Thắng vô nữa về điều thắng không có thấm bùa. Hỏi. Vô đi. Vô đúng cái cầu thôi. Hỏi. Qua nào qua nào. Cháu nghĩ nghĩ vậy coi cái không không rồi xong xong đó với cái tiêu chuẩn quán triệt cho vấn đề là hết cầu trong cầu ngoài xăng nó không có được không rồi năm cái không.
lên giao đó. Anh không hiểu luôn đó. Không hiểu sao nãy không lên giao á. Giao là dưới bỏ cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.